quý vị, hôm nay Bộ Y tế đã chính thức ban hành hướng dẫn phòng chống dịch COVID-19 đối với người nhập cảnh. Theo văn bản mới nhất này, người nhập cảnh không phải cách ly, trẻ dưới 2 tuổi nhập cảnh không phải xét nghiệm. Đối với người nhập cảnh theo đường hàng không, đường bộ, đường thủy, đường sắt, phải có kết quả xét nghiệm âm tính với SARS-CoV-2 trừ trẻ em dưới 2 tuổi trước khi xuất cảnh trong vòng 72 giờ nếu sử dụng phương pháp RT-PCR hoặc RT-LAMP, hoặc trong vòng 24 giờ nếu sử dụng phương pháp xét nghiệm nhanh kháng nguyên được cơ quan có thẩm quyền của nước thực hiện xét nghiệm cấp chứng nhận. Trường hợp chưa có kết quả xét nghiệm âm tính phải xét nghiệm trong vòng 24 giờ đầu kể từ khi nhập cảnh. Nếu kết quả âm tính thì được phép rời khỏi nơi lưu trú. Nếu dương tính phải báo ngay cho cơ quan y tế địa phương. Trẻ dưới 2 tuổi không bắt buộc xét nghiệm, chưa được tiêm vaccine hoặc chưa từng nhiễm SARS-CoV-2 đều được nhập cảnh. Người nhập cảnh phải thực hiện khai báo y tế trước khi nhập cảnh và sử dụng ứng dụng khai báo y tế PC-Covid trong thời gian lưu trú tại Việt Nam. Thường xuyên đeo khẩu trang, sát khuẩn tay. Tại cửa khẩu, nếu có triệu chứng nhiễm SARS-CoV-2, báo ngay cho cơ quan y tế tại cửa khẩu. Trong 10 ngày kể từ khi nhập cảnh, tự theo dõi sức khỏe. Nếu có các triệu chứng nghi nhiễm, phải thông báo ngay cho cơ sở y tế gần nhất. Theo quy định mới này, tính năng khai báo y tế cho người nhập cảnh sẽ được bổ sung vào ứng dụng PC-Covid. Đây là đề xuất của Bộ Thông tin và Truyền thông và nhận được sự thống nhất của Bộ Y tế. Đề xuất nhằm tạo thuận lợi cho người dùng khi đã sử dụng ứng dụng PC-Covid trước đó. Họ không cần nhập lại thông tin cá nhân, giảm thời gian khai báo thông tin. Tính đến cuối tuần qua thì trên toàn quốc đã có hơn 37,8 triệu người dùng cài đặt ứng dụng PC-Covid, chiếm 39,43% dân số và 56,72% số điện thoại thông minh. Trong tình hình số ca COVID-19 chuyển nặng và tử vong đều giảm, độ phủ vaccine ngày càng cao như hiện nay, đã có trường hợp địa phương thí điểm bố trí việc làm phù hợp khi có nhân viên là F0. Các chuyên gia y tế cũng đề xuất nhiều kiến nghị liên quan đến việc thay đổi cách ứng xử với người nhiễm SARS-CoV-2. Và cho dù mức độ sẵn sàng sống chung với COVID-19 đã tương đối cao, thì vấn đề quan trọng nhất vẫn là những quy định chi tiết và thống nhất. Cảm ơn các bạn đã xem video. Các bạn đừng quên nhấn vào đăng ký kênh để không bỏ lỡ những video mới nhất nhé. Xin cảm ơn.